chỉ cần người ấy vui, còn ta biến mất. Cho dù yêu người hơn tất cả, hơn cuộc đời, cho dù bàn tay níu lấy lại càng xa hơn. Hoàng hôn mơ màng trôi, nụ hôn người quên mất rồi. Bàn tay vuông bàn tay, dù thương còn thương biết mấy. Nắng phơi của chiều vội vàng lướt qua, có hai người phải rời cách xa. Hẹn nhau trong ngày vui, ta sẽ quay về đâu. À, xin lỗi em. À, xin lỗi em một chút vài. Mọi chuyện như ý của mẹ muốn rồi đó. Em gọi điện cho chủ nhà nói hủy hợp đồng. Ủa nhưng mà... Alo, chị có tin vui cho em nè. Yến ơi, mẹ có tin vui cho con. Cái gì vậy hả? Bỏ xuống, con không được ăn nữa. Trời ơi trời. Bỏ xuống đi chứ. Má! Con bỏ xuống không? Trời ơi, bỏ xuống. Con là người chứ phải heo đâu, ăn gì dữ vậy? Bây giờ nó đang là người, ăn hết cái đống này nó thành heo đó. Bỏ xuống, nghe không? Mập thì mập, có sao đâu chứ. Từ ngày mà mẹ cắt thẻ của con á, con có làm được gì đâu. Bây giờ có ăn mà mẹ cũng cản con nữa hả? Nè, nghe mẹ nói. Thời của con sắp tới rồi. Bắt đầu kể từ ngày mai con sẽ khá là bận rộn đó. Trước hết đi tập yoga, để cho mất cái bụng mỡ này đi giùm mẹ. Con có giảm con gì đâu. Dù sao cũng có ai quan tâm gì tới con rồi chú. Có, thằng Khoa chắc chắn nó sẽ lấy con làm vợ. Ừ. Cái gì? À, trời ơi, gồng cho cố vậy. Xong tưởng sao cuối cùng cũng đầu hàng sớm. Đàn ông con trai gì mới có vậy mà đã chia tay người ta rồi. Thằng Khoa bây giờ nó đang rất là tổn thương. Nhào vô hốt mũi chót đi con. Tình yêu sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhớ đó. Hồi sáng đi con. Con cứ coi cái này giống như một bài thi. Con cố gắng con học bài để lấy điểm 10. Rồi ba mẹ thưởng cho con thưởng nóng thưởng lớn. Cái gì vậy ba? Vậy đi, cố gắng lên, cố gắng lên. Trời ơi, giờ này mà thi với thưởng cái gì? Con đuối lắm rồi đây nè. Tất cả là tại thằng cha Đăng Khoa đó. Khi không xuất hiện hả, làm rối loạn cả cuộc đời con gái nhà người ta. Yeah.
xem sớm nhất trên VOON và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.